Xin chào tất cả mọi người, anh chị em Vũ Lan lại cứ cây quay vườn cùng cho anh chị em ngắm và vào chỗ chị ạ. Hôm nay đầu tháng cũng lâu rồi cũng không quay trò chuyện với mọi người thì em lên đi tưới rồi em tiện thể em quay luôn và nói chuyện với mọi người cho vui ạ. Vâng, chào các bác qua đi Tư Lan cùng với em ạ. Chào bác Việt Nam nha, chào bác Lê Minh Hoàn, chào năm bác đang xem. Chiều nay rồi dối em lại lên Tư Lan rồi trò chuyện với các anh chị em tí đầu tháng cho nó có tinh thần để chăm lan cho nó được tốt hơn ạ. Đây các bác chiều lại em xả nước rồi xong rồi em lại phải tưới lại đấy. Vì nay trời nó cũng nắng mà thứ hai nữa cũng nhà em cũng thường thường là phải xả nước cho vườn nó mát đi. Sau đó rồi tưới lại. Bác chắc giờ này cũng đang bận công việc nên cũng không vào trò chuyện được nhiều đông người nhà. Lâu rồi em không lên quay và trò chuyện với mọi người. Đây cây này đang có cái lá này thì chắc mọi hôm phun thuốc phòng rồi nay nó đỡ rồi. Các bác thấy bạch tuyết rồi các cây khác kia rất là phát triển đó. Chào tám bác đang xem nha, các bác xem có anh chị em nào lên trò chuyện cho vui được các bác ơi. Lan hệ lâu nay thấy hồ phát triển rất là tốt, mọi người lên anh em cùng chia sẻ trao đổi kinh nghiệm và cách chăm sóc đi các bạn. Cảm ơn em Trịnh Ngoan nhá. Cảm ơn em là động viên nhà vườn. Đây khi mình nhân mà cắt khúc ra các bác thấy rất là đẹp. Đây là Minh Châu. Dạ vâng, cảm ơn bác Lê Minh Hoàn. Vâng, rất là mát và rất là cho các em ấy chiều lại vừa tưới lan trò chuyện với các bác cho vui tí. Bởi vì vườn thì xả béc tưới rồi tự động rồi nhưng mà không bằng mình phải tưới lại như thế này nó đảm bảo cây và nó đều hơn các bác ạ. Không có bây giờ mà chị xã xong rồi không tưới lại là nó không được đều cây nên về tầm 5 giờ là em xã cho nó một lần rồi bắt đầu tưới lại được các bạn. Dạ vâng, bác Lê Thế Văn. Bây giờ 5 giờ, 5 rưỡi thôi, tưới bây giờ là vừa rồi bác ơi. Em thường thường cứ 5 giờ là em xả đi rồi xong rồi tầm giờ là bắt đầu em tưới qua lại cho nó tí đi. Vì diện tích rộng thì nên là dưới phải 2-3 người tưới. Mà em thì nay cũng đầu tháng mà cũng lâu ngày tối em bận với lại công việc trồng nhân giống ra nó nhiều nên là với công việc bận anh em không quay được thường xuyên nên là lên livestream bất thường lắm nên là
lên nói chuyện với các bác cho nó vui và thỏa mãn niềm đam mê thôi các bác. Và bây giờ mục tiêu thì cái cây lan thì giá cả thì bây giờ lúc này em không nói về cái thị trường cái gì cũng thế, lúc nó không được bình ổn thì em cũng cứ cố gắng là chăm cây cho nó tốt để lúc nào rồi thị trường nó ổn định hơn thì rồi ta lại có cái để chia sẻ cho mọi người. Thứ hai nữa ít nhiều thì dạ vâng, cảm ơn anh Lê Thế Văn ạ. Vâng, Hoàng Nghìn, cảm ơn anh Hoàng Nghìn nha. Các bác anh em ai có những cái công việc gì thì đổi chiều lại là có những cái sở thích mà trồng cây tưới cây cũng rất là đây, cây hồng thủy của các em đây rất là đẹp đấy các bác. Ngoài cái thị trường mà khi Covid rồi là cái thị trường nó không được ổn định thì mọi thứ nó đều không được, tất cả các công việc và ngành nghề năm nay chỉ có thiết bị y tế và thực phẩm thiết yếu là gọi là dùng cho người tiêu dùng là không thể thiếu, là cái những cái đấy thì lại tăng không có xuống, không có giảm. Nhưng về cái mặt hàng mà để mà đam mê và tất cả các cái công việc để sang cái việc khác thì năm nay thời tiết do Covid nữa nên là mọi mặt hầu như là toàn bị lạm phát nên là rất là khó làm ăn các bác ạ. Có mái che mưa đây anh ạ, mái che mưa và che lưới ạ, nó tầng trên là có cả mái che mưa che lưới anh nhá. Còn nhưng mà về cái tầng dưới thì hầu như cây mà to rồi thì hầu như là bọn em đa số là bỏ lưới ra vì cây nó đã to bé rồi, nó sinh trưởng nó khỏe nên là cho nó ăn nắng anh ạ. Đấy, chiều lại thì chả biết thì cây lan như thế nào nhưng mà cái chăm sóc thì nó không thể thiếu về cái tưới và phân chua cho nó thì theo định kỳ nó vẫn cứ như thế đấy bác. Nếu như cái đam mê thì nó là bất tận nên là nhiều lúc là cây lan này dù nó đẹp hay không là một phần là ở như những cái người chăm sóc mà ta cứ cố gắng chăm sóc thì cây lan nó đẹp, còn giá nó có rẻ đi thì ta lại nhân ra nhiều. Đây như nhà em đây năm nay hầu nguyên thủy nó cả rất là nhiều, ví dụ như năm ngoái thì nó đang có ít thì nó lại đắt, còn năm nay nó lại nhiều thì nó lại rẻ đi, đồng nghĩa với mình là phải nhân cho nhiều và cây đẹp đấy các bác. Thì cảm ơn em Ba Di nhá, đúng rồi, cảm ơn em cũng đã động viên nhà vườn và cũng như những cái cuộc sống thì em ạ, cái niềm đam mê và cái mình đã chọn thì cố gắng cái gì mình lúc này khó khăn rồi lại lúc khác người ta lại có cái thành quả em ơi. Nên cái quan trọng nhất là cái làm sao phải cho cái công việc của mình làm việc gì nhưng mà cái tâm trạng nó thư thái thì nó sẽ tốt hơn. Bất kỳ mình làm cái gì mình chủ động được thì những cái ngành nghề mà mình khó khăn lúc này thì lúc khác ta lại có những cái mang lại những cái thứ nhất là họ làm ăn niềm đam mê này, thứ hai nữa là kinh tế thì rồi cái xu hướng cái đẹp thì luôn là những cái đi tới trong cái tương lai để nhiều ai làm một cái ngôi nhà gì đấy thì cũng có một muốn để một cái giàn lan đẹp bên cạnh. Nên là thôi thì lúc này mọi người đang khó khăn về kinh tế thì cái đẹp thì cũng phải nhường lại để làm cái việc khác.
Nên là thôi thì anh em mình vừa đam mê và mọi người đam mê thì ta cứ cố gắng chăm cây thật tốt và nhân giống thật nhiều. Sau này mình chia sẻ theo cái niềm đam mê cho anh chị. Đúng rồi anh Lê Thế Văn ạ, làm sao có cái giá nó ổn định cho thị trường, làm ra để cho bà con vườn bé vườn lớn thì làm ra mà cây lan mà được người dân đích thực niềm đam mê và chia sẻ những cái gì mà khi mà mọi người khi thấy cái đẹp thì hầu như ai cũng có thể chơi được và sẽ đến với thực thụ những cái người đam mê. Thì khi đấy cây lan nó sẽ là cũng giống như là một cái sinh vật cảnh như các cái cây cảnh thôi, cũng không ngoài ra chăm bón rồi có những người các bác công nhân viên chức thì khi đấy người ta có điều kiện rồi là cũng những người làm doanh nghiệp thương mại gì đấy khi có điều kiện về cũng muốn sáng ra và chiều lại làm một góc nhỏ trong vườn mình cho nó thơm và đẹp. Vâng, chào chú Hưng Vân nhá, chào tất cả người bác đang xem. Và các bác xem thì cố gắng vào cùng ủng hộ trò chuyện với nhà vườn. Rồi đây em năm nay Hồng Nguyên Thủy đây, vì thực tế ra là cái lượng cây nó năm nay nó tồn động lại, vì thực tế ra là nhà vườn cũng trồng và cũng chăm sóc theo cái kiểu mô hình nông nghiệp, thì nông nghiệp công nghệ cao, thì với cái cây mà nó rẻ quá, nó không đủ cái kinh phí thì được nhiều để cho đáp ứng cho cái công việc của mình, thì mình lại phải nuôi lại rồi ta lại tính sao, bởi vì cái đẹp nó cứ mãi là trường tồn mà, không sao đâu các bác. Dạ vâng, bác Đức Chính ơi, tưới bây giờ là không sớm nữa đâu, bây giờ 5 giờ rồi đây, mặt trời thì đang đấy nhưng mà hầu như là 5 giờ là em bắt đầu em đây em chỉ tưới lại qua thôi. Đây đa số cây là em đã tưới ẩm hết rồi, cái ban đầu em xả cho nó tự động, sau đấy thì anh em vườn trên vườn dưới đây vừa cả dưới nó đang cùng nhau gọi là vừa tưới đến đâu thì đa số là cây nào mà chưa được ẩm ướt thì ta tưới thêm một tí, mà cây nào ẩm ướt rồi ta tưới qua cho nó đều. Nên là cây nhà em này nó phát triển rất là đều đấy các bác. Ta nhìn các bác còn nhiều người rất là chăm sóc rất là giỏi, nhưng mà thôi thì các em được chăm như thế này cũng là cảm thấy cái niềm đam mê của mình, và cây cối thì nó phát triển như thế này cũng rất là thoải mái với cái niềm đam mê của mình. Đây những cây Hồng Yên Thủy rất là đẹp. Chào 11 bác đang xem, các bác xem rất là cảm ơn các bác cùng đồng hành với nhà vườn để chiều lại thì lâu rồi em cũng không hay quay video. Đây là vì em tưới cái tự động rồi xong nhưng vẫn phải tưới lại cái dây, vì một vừa cầm máy quay vừa tưới cái này là phải đi vòng xuống. Đó. Đây Bảo Di nhà cái đây Bảo Di đây các bác. Các bác thấy Bảo Di, đàn Bảo Di nhà em lên rất là đẹp. Đây. Còn bạch tiết đây. Đây bạch tiết đây các bác. Cảm ơn tất cả mọi người nha, cảm ơn em Nguyễn Thanh Tùng nhá, và tất cả anh chị em yêu Lan, chúc các anh chị em đầu tháng có nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân, và thành công trong những lĩnh vực mọi công việc mình đã chọn ạ. Thầy em lâu rồi tối cũng không thời gian, lâu nay cũng hơi bị lười lên vì xong rồi là tối anh em ngồi uống trà rồi lại đánh bia với Dũng lên, rồi hơi bận việc. Rồi lại thời gian ban ngày thì em lại phải trồng cây nhiều. Nên vâng cảm ơn em Thanh Tùng nha.
Vâng, cảm ơn anh Lê Thế Văn đấy. Cảm ơn anh đã động viên. Đây bạch tít đây các bác. Bạch tít cũng có cây có dấu hiệu thắt rồi các bác nhá. Đây này, cái cây này là đang dấu hiệu thắt rồi đây. Đây hầu như là em cái này là em tưới lại thôi. Chứ còn đây cây này là em đã bật cho nó ẩm hết rồi. Đây, những cây là hầu như là em tưới lại cho nó. Cảm ơn chú Tùng Ngô nhá. Cảm ơn chú đã anh em đã tưới lan chưa ạ? Lâu lắm rồi cũng không lên live stream mấy, thì vào buổi chiều này cái khung cảnh có vườn thì quay cho mọi người cùng tưới cây và thực tế trải nghiệm để cho mọi người cùng giao lưu và trò chuyện cho vui ạ. Rồi anh tạm biệt ông chú. Vâng, chú uống đi, tôi đang phải tưới cây lúc nữa đây. Mà anh em uống đi, rồi có gì rồi tí rồi tôi có thời gian thì tôi ra giao lưu tí. Đây các bác thấy cây cối thì đúng là cái niềm đam mê là do mình chọn. Và thực tế là công sức mình đã bỏ không phải là công sức nữa mà là tiền bạc cũng rất là nhiều. Cho nên là mọi người cứ chăm cây cho thật tốt đi. Tất cả là cơ hội cũng đang ở phía sau mọi người cả. Bởi vì không biết cái gì là ta lấy cái gì ra ta bảo là cái này cái kia được. Bởi vì mọi sự công việc đều phải cố gắng. Và càng cái lúc ngành nghề gì khó khăn của mình thì lại bị càng động viên tinh thần mình cho thật một cái niềm đam mê là lấy cái cây ra chăm được tốt. Thế là mình bây giờ giá trị nó đang nằm ở đây chứ cũng cây của mình có là bán đi đâu mà giá trị là ở do mình. Cảm ơn em Trung Thọ Trần nha. Đúng rồi, cái đường sắt cũng đã nhiều rồi anh Lê Văn Sáu ạ. Đây hồng xè đây các bác, hồng xè nhà em đây nó lên nó rất là đẹp đây. Đây là Minh Châu thì cả dài đây các bác. Hồng xè bây giờ lâu nay thấy các bác đang bông này cũng rất là đẹp. Đây Minh Châu đây các bác. Đây Minh Châu. Minh Nhân. Cứ trước hết là thỏa mãn niềm đam mê của mình, rồi sau đấy thì là kinh tế nữa thì mong làm sao nó ổn định thị trường để mọi người vườn nhỏ vườn to đều là giống nhau hết, mà đầu tư nhiều thì mình được hưởng lợi nhiều, đầu tư ít thì hưởng lợi ít, nhưng đều mọi người đều có công ăn việc làm. Vâng ạ. Cảm ơn chú Trung Thọ Trần nhá. Bây giờ chăm cây thối thì đúng là nhiều người bây giờ lúc này mà chăm cây thối thì đúng là mất trắng đấy. Thế còn chứ chăm cây tốt đi, đây cây nào cây đấy nó cứ thang lẳng ra là hàng mét như thế thì có bán rẻ đi rồi cũng rất là có cái thu nhập, cũng không bây giờ có rẻ đi thì cứ bán chậu hồng nguyên thủy cứ vài trăm nghìn chậu rồi tiền triệu rồi cũng rất là có tiền mà. Nó bây giờ cái thời gian mà vài chục triệu với vài trăm triệu bây giờ nó qua rồi thì mình lại quay lại với cái thời gian là tính với người nông dân là ngành nông nghiệp công nghệ cao thôi. Bởi vì đây những cái chậu này thì ta lại tính theo hàng trăm vài trăm thôi. Thế còn những cái chậu nái thì ta lại tính theo từng triệu thôi. Thế như trước là vài chục triệu thì bây giờ đây những cái chậu này như hồng nguyên thủy như trước là vài chục triệu vài trăm triệu, bây giờ ta lại tính vài triệu vài trăm nghìn với vài tiền triệu thôi. Đây 50 phân hai đầu, cứ mỗi đầu là một mét thì tính ra tiền triệu thôi. Cũng lãi mê mà. Đúng rồi chú ơi. Nhưng mà bây giờ ít giống thì nó đắt, nhưng mà bây giờ mình có giống thì phải chăm cho nhiều lên rồi chia sẻ rẻ cho bà con đi. Rồi ai hiểu được giá trị của nó đến đâu, vì giá trị cái này là ở cái người chơi chứ không phải ở cái giá trị của định mức của nhà nước, cho nên là ai chơi hay ai đến đâu thì tùy theo vào những cái đánh giá khả năng của những người chơi, cho nên mình đến khi mà người ta cảm thấy người ta không thích thì có trăm nghìn người ta cũng chả mua, nhưng mà có người ta đam mê và người ta giá trị người ta thấy rồi, như bây giờ là giá trị nó có thể là
là làm cho người mình sưu tầm rất là dễ, thì người ta lại lại mua về, giống như những cái tầm cao mà mình chưa có, bây giờ mình có tầm thấp rồi thì mình lại lên sưu tầm cái tầm cao. Dạ vâng ạ, cảm ơn các bác xem em vừa live stream lại vừa tưới cây, nên là không ai em không chào hỏi được hết các bác cũng thông cảm cho em vì lên thì mục ý chính là vừa lên nói chuyện với các bác lâu ngày cho vui, thứ hai là cũng lên và cùng trò chuyện vào lúc khi mình đang trải nghiệm những cái công việc của mình hàng ngày, và chiều nào em cũng cũng thế, đều phải tưới hết, cho dù bạn bè anh em vừa điện đi uống bia uống rượu, nhưng mà cũng bây giờ trước hết là phải nuôi cái công việc của mình, tưới cây xong đã rồi mình mới đi đâu mình đi được, cho nên hàng ngày và ngày nào cũng như ngày nào là với công việc, ví dụ mình mà có công việc thì hôm đấy nó bất đắc dĩ lắm thì mình bảo anh em đến tưới hộ đỡ cho, còn không thì một hai người đang tưới dưới với mình tưới là cứ phải một ngày là mất tầm một tiếng rưỡi vào buổi chiều, còn sáng thì bật máy tự động thôi. Giờ này thì tất cả anh chị em ta đều bận rộn và giờ chuẩn bị gần cơm nước cả, cho nên là hoặc là thể dục thể thao, cho nên là những ít người xem. Em cứ quay đây rồi trò chuyện với các bác để rồi sau rồi anh em chưa xem thì ta lại xem lại, để rồi có những cái đam mê và cái tình yêu cây lan nó sẽ mang lại cho những cái niềm đam mê của mình, sẽ rồi mọi người thấy cái đẹp thì mọi người sẽ có niềm tin và mọi người sẽ tự tin và mình chăm cây được, mình có những cái chậu lan này đẹp thì sau này mình tự cảm thấy khi có một cái lan can ở vườn thôi, mình thì làm kinh tế thì người ta mới làm dài làm rộng nhiều, còn nếu mà chơi thỏa mãn đam mê thì một cái góc nhỏ gia đình thôi các bạn cũng có thể chơi thoải mái, cho nên nếu mà ai mà cứ còn đam mê hay là tình cảm tình yêu cây lan thì cứ cố gắng chăm cây cho thật tốt, nhận cho thật nhiều giống, rồi mai kia thì thị trường nó vào thời gian, nó cũng phải có một thời gian nhất định nào đó nó sẽ ổn định lại, nhưng mà cũng không phải là nói là nó ổn định là ổn định được đâu, vì thực tế là cái gì nó cũng thế, khi cái thị trường mà đã khó khăn thì nó sẽ phải trồng chất khó khăn rồi sau này nó cũng bình ổn mới được, chứ nếu mà nó khó khăn trong cái rồi nó quay lại bình ổn thì đối với những anh chị em người ta sẽ có những cái khôi phục được nhanh thì người ta lại vẫn là tiếp tục, cho nên cái này nó cũng hơi dai dẳng trong những cái thời gian của mình. Đây Bảo Duy nhà em đây các bác, đây cùng Bảo Duy đây, thì tầm nhỏ và tầm bé tầm to thì nhà em cũng rất đang chăm và nhân giống thật nhiều để sau này có lấy một vài chục chậu Bảo Duy nái, một năm vừa làm vừa chia sẻ theo niềm đam mê, rồi cũng có là cái kinh phí đấy để mình nuôi được cái vườn cây của mình, và như các anh nhà vườn lớn anh ấy cũng đi từ năm 2016-17 đến bây giờ các anh mới thành công được 17-16-17 đấy, thì khi đấy có lan va nó hơi nổi ra đến bây giờ thì người ta mới thành công vừa rồi, chứ còn anh em mình vừa chơi 1-2-3 năm vừa rồi thì thực tế là đây đôi mắt Black Cu của nhà em đây các bác, là em cu đợt em lấy đợt trước đấy, còn đây là người đẹp không tên này, đây người đẹp không tên này, đây những kỳ rất là đẹp rồi các bác. Đúng rồi anh Lê Cháu, Lê Thế Sau á, Lê Thế Văn ạ, về đúng là thực tế ra là
Đây là bảo gì nhà em đấy, tức là cái mà xuống giá thì nó như cái cây lan bây giờ nó chỉ nằm trong những cái mà còn một cái phần trăm nào để đấy, chứ còn bây giờ như trước đây như một cái kỳ bảo di này như trước cứ vài tỷ nhưng bây giờ nó chỉ có vài chục triệu. Thì đây như cái cây bảo di này thì trước tiền cả đây cũng bảo di này thì nói làm sao được, mà như năm nay thì cái giá nó như thế thì nếu mà mình không có lòng tin nên mình không chăm được cây là mình là mất trắng đấy anh ạ. Nên là cố gắng là cứ chăm cây đi rồi đến lúc ngày nào đấy thì ta có giống thì cũng giống như cây xanh cây chi thì một vài năm trước đấy, rồi những người chơi người ta cũng cảm thấy là nó mất giá trị. Rồi đến bây giờ người ta là cây đẹp, người ta đang sưu tầm rất là cao. Đây cây bảo di nhà em ở đây, đây mấy cây bảo di đấy các bác. Đây là không tên. Thế còn bây giờ là làm việc mình cố gắng rồi, bây giờ kể cả chăm một sào ruộng kia hay là trồng một vườn rau kia rồi với giá trị mình đầu tư thấp thôi mà mình bỏ công sức rồi cũng đang có giá trị để thu nhập ổn định cho. Bây giờ mình vừa là mất tiền này, vừa là đầu tư này, vừa là niềm tin và bỏ những cái công sức của mình ra. Đây người đẹp không tên ở đây các bác, những chậu để có được một cái thu nhập của mình ổn định thì đâu phải bỏ cái ngành lan này. Đây là á hậu các bác ơi, ông xè đây nè, em thì vừa tưới vừa nói chuyện với các bác. Giá cả thì đúng là bây giờ những anh em chơi lan thì đều biết cả, bởi vì người ta mà không chơi lan bây giờ người ta nhìn thấy cái cây lan, và những người không chơi thì người ta có quyền người ta bình luận và người ta nói nọ kia, nhưng mà những người chơi lan thì đều hiểu cái đấy. Bỏ được đây những cái cây bạch tuyết như thế này mà như mấy năm trước thì cũng rất là giá cao lắm đấy, nhưng mà năm nay thì nó rẻ rồi thì mọi người lại mất lòng tin, lại không dám mua, đúng không các bác ạ? Nhưng mà cái này cũng không ai nói được trước là đã như thế nào, vì bởi vì nếu mà ai biết được trước thì lại giàu hết cả rồi, không cần làm cũng có. Nên tôi cũng là những nhà vườn cũng đang đi sau và cũng đang gọi là bờ sai bờ gần thì mình tự mình biết, còn kêu cũng không ai cho, và làm cái gì thì mình cũng phải bỏ đồng tiền ra thì mình cố gắng duy trì, và mọi người cố gắng chăm cây cho thật tốt. Và đồng nghĩa với cái việc là việc mình làm thì mình có làm mới có ăn. Thứ hai nữa là mình cứ chăm cây thật tốt đi. Rồi nay mai thị trường nó ổn định thì rồi mình lại chia sẻ cho mọi người. Thì lúc đấy có khi mọi người lại bảo là có biết, thì thế là cái chuyện có biết nó nằm luôn ở đằng sau. Nên các bác anh chị em cứ cố gắng chăm cây cho thật tốt nhá. Cho nên ai mà đang có những cây giống mà thôi thì mình đừng nào cũng phải mất tiền mua, mà mua nó giá trị nó cũng không phải rẻ đâu. Nên là cứ chăm cây đi rồi theo như các anh các chị đấy, người ta bỏ nhiều tiền thì mình bỏ ít thì mình chăm ít, mà bỏ nhiều thì mình chăm nhiều, rồi sau này mình cũng theo cái lợi nhuận. Nếu như người ta thành quả 10 thì mình ít thì mình lại thành quả 3 năm. Cho nên tất cả khi mình làm cái gì đấy thì mình cảm thấy mình có lòng tin. Bây giờ bình thường đã ở chỗ các em đây cũng thế, chứ mọi người thì cũng không biết, nhưng đây đâu phải dễ gì mà cây lan xin mà có được đâu. Còn cái việc mua cao thì đó là cái thị trường khi đấy giá cao. Đến bây giờ thì cái việc ngoài
cái trăm cây và giá cả và mua để thỏa mãn niềm đam mê, nhưng còn phải biết trăm cây là mới sống được chứ. Đâu phải đơn giản mà cứ cây nào mình mua về mình chăm rồi nó cũng tốt cũng đẹp đâu. Nên là các anh các chị cố gắng chăm cây cho thật tốt. Rồi sau này khi mình có nhiều giống thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị em yêu lan trên toàn quốc. Dạ vâng, em chào anh Hùng ạ. Lâu lắm rồi mới thấy anh lên xem bài của em. Đâu rồi anh em không ai lên live stream nhiều nên là cũng không ai. Anh và gia đình các cháu khỏe các anh ơi. Em thì cứ mục tiêu là nhân vô nhiều giống và chăm cây thật tốt. Thì cũng là đều là khi mà mình đồng nghĩa với cái việc mà khi mà mình tại sao khi mình chưa có giống thì lúc nào mình cũng ước ao mình có một cái con giống để mình chăm thật tốt để chia sẻ cho mọi người. Thì đến bây giờ mình có giống rồi thì đồng nghĩa với cái một cái là mình đỡ phải đi mua giống và mình cứ nhân vô thật nhiều đi, giá lúc này mà rẻ thì ta lại cứ nuôi lại rồi chăm thật tốt đi, sau này khi mọi người cảm nhận được cái tình yêu của cây lan mà khi đấy mà thấy giá trị thì cao thấp thì do thị trường, nhưng mà cảm thấy cái đẹp mà đam mê thì mọi người lúc đấy sưu tầm thì mình lại có con giống chia sẻ ra cho mọi người. Thế cái đẹp thì không bao giờ mất được. Vâng, chúc gia đình anh tháng mới nhiều sức khỏe và nhiều thành công anh ạ. Đây Hồng Yên Thủy đây các bác. Đấy cây rất là tốt đây. Đây nhà em rất là nhiều nhưng mà nhân cũng nhiều giống nhưng em cứ thế em chăm. Mà bây giờ giá thì đừng nào thì thị trường thì nó có như thế nào thì mình cũng là cái người đam mê mà cũng là cái người làm kinh tế từ những đây thì mình đã làm nghề gì thì mình phải tôn trọng nghề đấy, bởi vì thực tế là khi mình mua cái cây nó cũng giá trị đắt và cao chứ. Bây giờ nó xuống là đó là những cái lúc do Covid rồi là do những cái thị trường, trong những cái thị trường mà nhiều người làm xáo trộn những cái ngành nghề thì lúc này là mình cũng cứ cố gắng chăm cây cho thật tốt đi, rồi sau đấy khi mình có thật là nhiều giống thì mình lại chia sẻ nó rẻ đi, thì đồng nghĩa là mình cũng là người làm kinh tế rồi. Lúc này khó khăn thì lúc khác thì ta lại có cái có cái cuộc sống nó đỡ hơn. Còn không ai làm cái gì mà cái gì mình cũng biết là mình thành công thì được trước, thì đúng là hoàn toàn là cái điều đó là lúc nào cũng mọi người cũng mong muốn rồi. Nhưng mà cái ngành lan này của ta mình bỏ ra rất là nhiều tiền, trong đấy mình lại còn bỏ cả công sức nữa, rồi cũng để có được cái vườn lan đẹp nữa thì đâu phải dễ gì mà ai cũng là người bỏ tiền ra mà đều có là vườn lan đẹp đâu. Cho nên ta phải chăm sóc cây cho thật tốt thì với đồng nghĩa thì ta sẽ có vườn lan đẹp. Còn giá cả thì thị trường này là cái thị trường không phải mặt thiết yếu mà là cái mặt dành cho những anh chị em yêu thích, dành cho những cái đẹp. Nên là cái đẹp thì khi mà ta có điều kiện thì lúc nào thì ta cũng đưa cái đẹp lên ta thích. Cảm ơn em Thư Tỉnh nha, chào tất cả anh chị em Dương Minh Hiếu và 83 đang xem. Vì em và live stream hôm nay là lâu rồi em cũng quay công việc em đang làm, và em cũng muốn công việc này là thực sát với những cái mà em đang thỉnh thoảng em đăng bài lên. Mà cây cối thì đều là phải phát triển được từ những cái mà mình chăm được, thì thực tế thì có nhiều thì mới chăm được, rồi cũng phải mua rất là nhiều giống nên là sưu tầm. Thì đến bây giờ có được vườn lan như thế này thì
là một cái điều thành quả trong vài ba năm qua, là mình phải vừa bỏ công sức và bỏ tiền ra để mua những con giống hoa đẹp, mặt hoa đẹp về để sưu tầm. Đến bây giờ có giống thì thị trường lúc này chưa được ổn định lắm, thì ta lại cứ chăm cho tốt đi rồi nhân cho thật nhiều giống. Rồi sang năm hay là một ngày nào đấy thị trường nó được ổn định để cho thị trường người ta thích cái đẹp và người ta cảm thấy là một cái đông người chơi cộng đồng yêu lan trên cả nước có cái niềm tin vào ngành nghề có như sinh vật cảnh, ngành hoa cây cảnh. Thì thấy cái đẹp thì mọi người yêu thích thì ta lại có con giống ta chia sẻ, đúng không các bác ơi? Cảm ơn em Lê Hoa nhá. Cảm ơn anh Ngọc Đỗ, anh Đỗ ạ. Vâng, đây vườn của em thì rất là nhiều chủng loại giống đây, như Minh Châu này, rồi mắt mờ Hải Dương này, rồi đấy. Đây cứ tưới đến cây này đấy, như cây này, cây Nha Trang này em mua của Quang Ngao ngày trước 50 triệu đấy, thì bây giờ chưa có một cái kỳ nào đấy chứ, vì khi đấy mua lúc khi đắt cho người ta kích thuốc, đến bây giờ mới bắt đầu được có giống này. Ngày đấy mua một cái kỳ của nhà Quang Ngao đấy năm 2020 đấy là 50 triệu, mà phải kỳ mới nhú ra là đạt 50 triệu đấy. Nên đến bây giờ mà những cây này còn nhiều cây cao đấy thì em không dám nói, nhưng đây là cây Nha Trang đấy mà lúc đấy vẫn phải mua thế đấy các bác ạ. Cây mắt mờ Hải Dương đây nữa. Thôi thì bây giờ có bán không nổi triệu bạc thì ta cũng cứ chăm đi rồi ta tính sao. Mình trong vườn ta có giống là được rồi, mình có giống là ta cứ nhân thật nhiều để có được những cái con giống nhiều, thì đồng nghĩa với là cũng phải mua thật nhiều giống. Hôm nay em lên live stream vào giờ này thì cũng ít anh chị vào xem live được, bởi vì giờ này là giờ bận rộn của công việc. Thứ nhất là mọi người lúc này là cơm nước này, tắm rửa rồi thể dục thể thao này, rồi lại cũng tưới cây giống như vườn em. Nhưng hôm nay gọi là lâu lâu lên được cùng quay với mọi người. Đây không tên của nhà em đây các bác. Đây không tên lên nữa này. Mấy cây không tên bây giờ nó lên rất là đẹp. Dạ vâng anh ạ. Cảm ơn anh Ngọc Đỗ anh nhá. Anh Đỗ. Đúng rồi, cứ cây đẹp giống chuẩn là ta cứ chăm đi là ok. Sao cứ chia sẻ cho mọi người. Đây không tên nhà em đây này các bác. Cứ chia sẻ cho nó yêu thương một tí là mọi người chơi đây bồng lai đây các bác. Đây là Bảo Di đây. Đây là Bảo Di đây nữa. Thôi thì ta cứ chăm đi cho nó thật tốt, nhân thật nhiều giống đi rồi sau đó ổn định được thị trường thì ta có giống và chia sẻ cho mọi người. Đây em tạm thời là tầng trên là xong. Em xuống em tưới quay tầng dưới cho mọi người xem. Vì đây Bình Khang đây các bác. Cảm ơn em Vườn Lan Cảnh Hà nhá. Cảm ơn Nguyễn Hồng Tự nhá. Cảm ơn mọi người vào xem live stream và cùng đồng hành với nhà vườn. Đây em xuống em quay, em là vẫn đang phải tưới dưới đây nữa. Đây bạn em đang tưới khu vực dưới. Đây là xuống dưới đây thì phi điệp cũng rất là nhiều. Đây thì còn lại kiếm nữa. Xuống vừa tưới vừa. Đây vườn em đang nhân các địa lan này các bác ạ. Đấy những cây Đại Thanh Hà Nội cũng rất là nhiều người sưu tầm. Đây tác phẩm đây này các bác. Cảm ơn tất cả mọi người yêu lan, anh chị em yêu lan trên toàn quốc nha. Cảm ơn anh chị em cùng xem livestream và động viên nhà vườn thì
Em vừa tưới này lên, vừa tưới vừa vừa trò chuyện với mọi người cho nó vui. Vì người nông dân thì đây những cây xanh huế đang nở đây bác, rất đẹp. Đây địa lan đây các em cũng đang nhân giống ra, để tức là mình cũng muốn là trong vườn mà có cái cây gì thì người ta chơi cái gì thì mình cũng nên có một tí để đấy. Địa lan đây cũng rất là đẹp các bác, đang nhân giống để có được những con giống sau này có thêm một vườn địa lan này, các chậu để làm tác phẩm cho nó đẹp, mùa đến nó thơm. Đây em vừa lại tưới kiếm về bên kia thì bạn em đang tưới phi điệp nữa. Cảm ơn em Vũ Nguyễn nhá, cảm ơn 11 bác đang xem. Các bác xem thì em cũng không lâu ngày cũng không ấy, đây là kiếm phan chí đây các bác. Đây chậu này phan chí đây, chậu này phải lá là 6 cm rồi. Và xanh huế thì cây cối thì nó phát triển năm nay rất là tự nhiên mà rất là đẹp các bác. Cái này hôm nãy hình như cái đây thì nãy là chưa xá đâu không Nguyễn ạ, kiếm mà chưa nhìn nó không thấy ướt thiệt quá hả. Đây cái kiếm này thì cũng đang gọi là đang nhân giống các bác để có một cái mô hình rộng. Thì mọi ngày thì lên em livestream thì em cũng hay tưới cây tưới ấy, và chiều thì thường thường là ngày nào cũng thế, cứ phải 5 giờ chiều thì như vườn em ba người tưới, 5 giờ chiều thì chắc cũng phải tưới xả xong rồi, còn phải tưới mất một tiếng rưỡi, gần tiếng rưỡi nữa mới xong được, bởi vì nó rộng lên là phải không tưới bằng tay, nó sẽ không đều. Đây hiện nay là đã xả nãy đây xả tự động đấy, nhưng mà nó không đều bằng mình tưới tự động được, à tưới cái này được. Công việc cũng chỉ sáng ra thì tưới qua và chiều lại và trồng cây thôi, cho nên là cũng không có thời gian nên nhiều lắm, cho nên là lên live stream cũng ít, cho nên là mong các anh chị yêu hoa lan này, cố gắng cùng nhau đoàn kết để giữ vững một cái thị trường hoa lan ngày càng phát triển nhiều hơn. Đây kiếm của vườn cũng rất là nhiều và đẹp, nhưng những cái chậu xanh huế như này thì nên cái thời gian mà giá đang cao đấy thì nhà vườn mua cũng phải sưu tầm vào rất là nhiều tiền bỏ vào con giống đấy các bạn. Đây những chậu xanh huế rất là đẹp đúng không các bạn. Hôm nay thì chắc quay rồi các bác anh chị em cùng nhau chia sẻ lên các trang hội nhóm cho em đấy, để có những cái động lực để rồi cùng nhiều anh chị em xem sau thì thấy những cái trải nghiệm của những cái người làm nông dân nông nghiệp có thời đại 4.0, nó không phải phải chăm sóc được một cây lan, nó còn phải sinh trưởng qua một năm trời nó mới ổn định được, năm hai năm rồi mới ấm chậu rồi mới đẹp được lá như lá chí như thế này, cũng phải có thời gian để chăm được cho cái lá 5-6 cm này thì cũng nhất gì là phải chăm được thời gian dài. Đây cái lá tầm cỡ 5-6 cm là rất gì là phải thời gian dài thì cây nó ấm chậu được rồi nó mới lên được. Đây lá càng ngày càng to đấy.
Cảm ơn Hoa Chủ và cảm ơn em Trịnh Văn Thưởng nhá. Trịnh Văn Thưởng nhá, đây toàn là đang phân trí đây, đang tưới. Hôm nay thì cái điệp trên thì tưới xong rồi, nhưng mà ở dưới đây thì đa số giờ đến vườn kiếm. Kiếm này cũng mất thời gian tưới, nó tức là lên mà vừa tưới vừa nói chuyện thì nó cũng không được tiện cho lắm. Nhưng mà hôm nay thì tôi thì đã lên đây với các bác cùng trò chuyện rồi thì phải cho hết mũi thì rồi quay cho bác xem trong những cái công việc hàng ngày phải trải qua của người nông dân, cũng vừa bỏ đồng tiền mà vừa bỏ công sức, chứ cũng không phải dễ gì mà không bỏ mà có cây mà bán được, đúng không các bác nhỉ? Không có giống thì làm sao mà bán được. Bây giờ cho nó có rẻ đi thì mình phải có cây và có giống thì mình mới bán được cho thị trường rồi cho mọi người được chứ. Rẻ cũng phải phan trí, ví dụ như có rẻ phải vài triệu, xanh hế cũng phải kép đẹp cũng phải hàng triệu một tép như thế này, ví dụ thế, vài trăm nghìn đến một triệu một tép chứ. Mình là nhân thật nhiều lên. Không có gì mà không phải làm đúng không bác, phải cố gắng mới làm ý. Việc gì cũng thế, nên là cứ phải chăm cây cho thật tốt. Trước hết là bây giờ đúng là thời gian đang khó khăn, trong những ngành gì cũng thế, trong cả nước bây giờ vừa mới dịch bệnh xong mà thị trường thì đang lạm phát, nên là mọi công việc thì chưa có cái gì là được tốt nhiều hơn cả so với các năm trước. Nhưng mà đặc biệt là cái ngành lan năm nay nó cũng rất là khó khăn, nên là có nhiều anh chị bây giờ cũng rất là bỏ bê cây, không chăm sóc nhiều nữa. Nhưng mà vườn em thì với cái đồng hành cùng với các anh chị em nhiều nhà vườn là cứ chăm cây cho thật tốt để có được nhiều con giống, sau đấy rồi chia sẻ cho bà con anh chị em. Đây, những chậu phan trí như này cũng rất lá, rất là đẹp các bạn. Bây giờ Tết đến mà có một cái chậu phan trí hay xanh huế nở hoa để trong nhà cũng rất là đẹp lắm chứ. Thôi có khi em muốn xin phép chào mọi người. Thì công việc thì chiều đến em một tuyết cây nên là cũng đang chưa xong được, bận nên là lên rồi chào tất cả anh chị em. Có chúc cho tất cả các anh chị em yêu hoa lan trên toàn quốc, chúc cho mọi người có đầu tháng có một vài ngày chủ nhật luôn có nhiều sức khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn. Và xin chúc mọi người cùng với gia đình, người thân là có một sức khỏe dồi dào, làm ăn công việc thuận tiện. Chúc mọi người, em xin được khép xuống like. Em xin chào mọi người nhé.